Em ăn xin chào tất cả quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Ông Bất Động Sản nha. Đó thì hiện tại em ăn đang có mặt tại khu đô thị Hà Quang 1. Đó thì cái khu đô thị này là một trong các khu đô thị gọi là đẳng cấp nhất tại khu vực thành phố Nha Trang, với cơ sở hạ tầng đường xá được làm rất là hoàn thiện và đồng bộ với nhau. Đó thì hôm nay em có mặt tại cái khu đô thị này để em quay và giới thiệu đến cho quý anh chị mình một cái lô đất cực kỳ đẹp luôn. Thì cái khu đô thị này là thuộc phường Phước Hải, thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Đó thì cái khu đô thị này là thì hôm nay em quay giới thiệu cho quý anh chị mình một cái lô đất đó nằm ngay mặt tiền đường này luôn nè. Cái đường nhựa phía trước mặt quý anh chị đây á là đường rộng 16m đó, về cái vị trí đất mà nó sẽ nằm ở trên cái đường này luôn. Nó thì đặc biệt của cái miếng đất này á là nó nằm mặt tiền đường này nhưng mà nó sẽ cách cái đường số 4 quý anh chị. Cái đường số 4 là khoảng 30m thôi. Đó, em đi qua đây em quay cho quý anh chị mình xem nè. Đó, nó cách cái đường số 4, quý anh chị thấy đường xe chạy không? Đường số 4 đó, nó cách đường số 4 là khoảng 30m thôi. Bây giờ qua đây quay mấy cái chung cư. Thì đặc biệt của cái khu đô thị Hà Quang 2 này thì cơ sở này, hạ tầng cũng như là rất nhiều các cái tòa chung cư nhà ở xã hội nổi tiếng của Hà Quang. Quý anh chị thấy không? Qua đường số 4 thì qua bên đó là rất là nhiều các chung cư. Hoặc là từ đây mình đi ra đường Vành Đai 2 cũng rất là gần luôn nha. Mình đi khoảng 500m là mình ra tới đường Vành Đai 2 rồi. Đó thì bây giờ em sẽ quay cái lô đất cho quý anh chị xem. Đó em đó quý anh chị nhìn thấy cái đường rộng không? Đường này rộng 16m nha quý anh chị. Đường 16m, lòng đường rộng khoảng 8m nha, hai bên vỉa hè rộng hơn 3m. Đó thì cái miếng đất mẹ muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay nó sẽ có hướng là hướng đông bắc nha. Hướng đông bắc cực kỳ mát mẻ luôn. Rất phù hợp cho quý anh chị mua để ở định cư lâu dài, nghỉ dưỡng, tìm một cái nơi có cái đường rộng nhưng mà yên tĩnh, ít xe chạy thì mình ở nó mới ok được. Đó thì cái miếng đất em muốn giới thiệu quý anh chị hôm nay là miếng này nha. Đó, miếng này có tổng diện tích là 60m2. 60m2 nha quý anh chị. 60m2, ngang 5m. Đó, miếng này tổng diện tích là 60m2, ngang 5m nha quý anh chị. Pháp lý là thì hầu hết các khu đô thị tại Nha Trang đều có cái pháp lý là khi quý anh chị mua đất không á thì là sẽ giao dịch bằng hợp đồng mua bán, ra công chứng tại văn phòng của chủ đầu tư Hà Quang. Đó, khi quý anh chị mình mua xong đúng không, quý anh chị mình xây nhà hoàn công thì lúc đó chủ đầu tư sẽ lên lịch để cấp sổ cho mình nha. Đó, để tránh cái trường hợp là mình mua mình đầu cơ đất. Bây giờ khu đô thị mọc ra với mục tiêu là tạo thành một cái khu đô thị hiện đại, đó, tạo lên một cái không gian sống hiện đại, cho nên là khuyến khích khách hàng mua để xây nhà mình ở liền. Đó, đây em quay cho quý anh chị xem nè. Miếng đất thuộc khu đô thị cho nên là rất là vuông vắn nha, nó không có bị méo mó hay là bị tớp hậu hay là nở hậu nha, là vuông vắn lắm. Ở trước ngang 5, sau này cũng ngang 5 nè. Đó, đó, đứng đây là mình nhìn thấy đường số 4 nè quý anh chị thấy không? Đường số 4 hay còn gọi là đường Thích Quảng Đức. Đó, đường số 4 hay gọi là đường Thích Quảng Đức. Đó, kia là mấy cái chung cư nhà ở xã hội của Hà Quang. Đó, miếng này cực kỳ vuông vắn đẹp nha quý anh chị. Quý anh chị mua ở hay là kinh doanh đầu tư đều cũng rất là ok luôn nha. Đó, đất khu đô thị cho nên là thổ cư 100%. Ở chỗ này thì mình sẽ được xây dựng là quý chị nhìn thấy nè. Đó, một trệt hai lầu nha quý anh chị. Thì khu đô thị thì mình sẽ phải xây dựng theo mẫu của chủ đầu tư đưa ra là một trệt hai lầu. Đó, một trệt hai lầu thì em thấy cái mẫu này rất là đẹp. Đó, thì nếu quý anh chị mình quan tâm và muốn mua đất tại khu vực Hà Quang để mình ở gần trung tâm thành phố này. Đó, và đặc biệt ở khu đô thị thì là điện nước là tận nơi, và điện nước là điện âm hết nha quý anh chị, chứ không có dây nhợ nối dây lằng nhằng như trong khu đô trong thành phố, thì sẽ rất phù hợp cho mình mua để mình ở, nó an toàn để mình nè, không có lo bị cháy nổ này. Đó, đường rộng nữa, thông thoáng, kinh doanh cũng rất là ok luôn. Đó thì số điện thoại Zalo hoặc là hotline của em là 0353 687 732. Nếu như quý anh chị mình là quan tâm và muốn mua miếng này để ở, để định cư hoặc kinh doanh đầu tư thì quý anh chị liên hệ với em nha. Em ăn cảm ơn quý chị đã xem video của em nha. Và nếu thấy hay, quý anh chị nhớ like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của Thiên Ông Bất Động Sản nha.
Em cảm ơn quý anh chị nha, và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.